Sáng ngày 5 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã vừa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4. Đồng chí Lê Thu Trà, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Hội nghị đã đánh giá công tác tháng 3 với những kết quả nổi bật. Các trường thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong tháng. Đặc biệt tham gia thi đấu và giành giải nhất toàn đoàn Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh lần thứ 9 năm 2016, tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch thực hiện bảo tồn và phát triển cây mai vàng Ngọa Vân Yên Tử. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4, các trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, tham mưu cho lãnh đạo ngành tổ chức tập huấn cho cấp tiểu học, hướng dẫn sử dụng về phần mềm quản lý trường học và triển khai nội dung trường học kết nối tới cấp học sau khi nhận được công văn chỉ đạo triển khai của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến tham gia nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2016.